cô chú anh chị. Thì bé Bull nha cô chú anh chị. Bé Bull nó đang ngồi chỗ quầy luôn nha. Rất là dễ thương luôn cô chú anh chị. Bé Bull đó nha cô chú. Thì em gái đang chờ lấy hàng. Thì anh Hải cũng đang đến kiếm tiền nha. Đây bé Bull ngồi trên quầy luôn nha. Rất là dễ thương luôn cô chú anh chị. Trời cũng đang mưa luôn chú. Này nó tin dễ thương quá, ngồi quầy của ba luôn nha. Để vui mà nó chạy lầu hay gì rồi chú chị ơi. Bây giờ còn tại vì nãy che vì là con gái này mua học bánh thu luôn nha. Thì con trai đứng đợi bên đây rồi chú. Cô bằng máy tính nha cô chú. Rồi. Thì em gái này che không thấy nha cô chú. Thì anh Hải đang bỏ học bánh thu vô vỏ cho em gái này nha. Đang đứng ở gần xe của chú Linh luôn nha cô chú chị. Giờ cũng đang mưa luôn rồi. Thì mong cô chú anh chị ủng hộ cho Thổi một like, một đăng ký cho chú anh chị. Thì Thổi cũng đang đứng mưa lâm râm, Thổi quay cho chú cùng xem. Mong cô chú anh chị ủng hộ cho Thổi để Thổi làm được quay nhiều nha cô chú anh chị. Thì anh Hải cũng bán cho em gái này cũng xong rồi cô chú anh chị. Gái cũng ra xong rồi thì chủ nhà đóng cửa nha. Thì đây là chồng của Bum Bum nha, đang đứng ngoài cửa thông chú anh chị. Quay cho chú anh chị không bị mặt ta thì ta nói với chú anh chị. Thì gái này cũng được xong rồi nha. Gái dân trai này vừa bánh thu luôn chú anh chị. Thì Thổi cũng xin nhiều clip ở đây nha. Có gì Thổi quay tiếp nha cô chú anh chị. Mong cô chú anh chị ủng hộ cho Thổi một like, một đăng ký nha. Thì trời cũng đang mưa luôn cô chú anh chị. Mong cô chú anh chị thương lòng ủng hộ cho Thổi một like, một đăng ký. Bye bye cô chú anh chị nha. Thổi xin chào cô chú anh chị nha. Đến video tiếp theo của Huyền Thổi nha cô chú anh chị. Thì có cách đến hàng mua hàng cô chú anh chị. Chiếu lên gọi lại thì có cách đứng chờ luôn của chú anh chị. Trời cũng mưa luôn mà có chú anh chị ơi.
đứng ngoài mưa của chú anh chị thì mưa quá, trời mưa đâm găm rồi, thì thổi néo ở đây để quay rõ trên chú anh chị. Thì có hai em gái này mua hàng nha. Găm mà cô chú anh chị, thì bên đây chiếc xe của chú Vũ Đình này của chú anh chị, thì anh Hải với Vương cũng vừa mới vô nhà luôn á cô chú, thì thôi quay đi xem thì khách đến mua hàng. Mưa này mà cũng có người mua hàng nữa cô chú anh chị. Mưa nha cô chú. Thì trong hình thì không có mưa nha, nhưng mà hội thì thấy có mưa nha cô chú anh chị. Thấy em gái trọng mua hàng rất là nhiều luôn của chú anh chị, để hội nhưng mà cho chú cùng xem nhé. Nhờ mấy anh em YouTube ở đây quay thì cho Hồng Loan bán được nha cô chú anh chị. Thì hội lúc nào cũng quay xa khoảng 60 mét. Gái cũng mua xong rồi cô chú anh chị, thì như là mua bánh bánh thu nha. Đây, gái mua bánh thu xong rồi cô chú. Mua mà 2 hộp luôn nha cô chú. Thì có gì thợ quay tiếp nha cô chú anh chị.